đã tìm thấy 56 thi thể tại làng lũ, chỉ còn 5 ngày nỗ lực cuối cùng. Xuất hiện hố tử thần trên tuyến tỉnh lộ ở Lâm Đồng. Lời kể của người sống sót kỳ diệu sau 9 ngày bị lũ cuốn ra giữa sông. Lũ lụt dâng cao, hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa chìm trong biển nước. ba cháu bé bị mất tích ở Kim Sơn Ninh Bình được tìm thấy như thế nào. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, bão Iagi, địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã xảy ra lũ lụt cùng những trận sạt lở đất khủng khiếp. Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 70 người trong huyện. Trong đó, trận lũ quét kinh hoàng gần như xóa sổ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Đến ngày 25 tháng 9, thảm kịch đã khiến 56 người thiệt mạng tại thôn Làng Nủ, còn 11 người vẫn chưa được tìm thấy. Chiều 24 tháng 9, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đã rút khỏi hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất Lũ ống xảy ra tại thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Quân khu 2 cũng đã rút lực lượng gần 400 bộ đội khỏi hiện trường thôn làng Nủ. Sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 và cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã rời làng Nủ. Công tác tìm kiếm 11 người mất tích sẽ được giao lại cho khoảng 200 người của ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Yên, dân quân tiếp tục tìm kiếm trong 5 ngày nữa. Hình ảnh các anh dầm mình trong bùn đất ngập sâu để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích sẽ là những ký ức không thể nào quên với người dân làng Nủ. 300 người lính sư đoàn 316, hàng chục chiến sĩ biên phòng kèm chó nghiệp vụ đã bám trụ tại làng Nủ suốt nửa tháng. Họ lần tìm từng mét vuông tại hiện trường, đưa được thêm hàng chục thi thể ra khỏi bùn đất. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 9, người dân thôn làng Nủ và đông đảo người dân xã Phúc Khánh đã có mặt xếp thành hàng dài hơn 1 km nối từ sân nhà văn hóa thôn làng Nủ ra phía ngoài để chia tay các chiến sĩ nhiều người dân thôn làng nủ đã bật khóc bà con đùm sôi gói bánh gửi tặng các anh và trao cho những người lính cái ôm ấm áp nhiều người dân đã chạy theo xe chở bộ đội níu tay các chiến sĩ để gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt đoàn người dài tiễn các chiến sĩ rời làng đã không thể cầm được nước mắt có người còn bật khóc thành tiếng bà con cho biết rất xúc động khi thấy bộ đội hỗ trợ các gia đình tìm kiếm người mất tích tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp sau trận sạt lở kinh hoàng Cán bộ chiến sĩ còn hỗ trợ người dân dựng nhà tạm và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Sau những trận mưa lớn kéo dài, sáng ngày 25 tháng 9, đường tỉnh lộ 721 qua xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, tạo hố sâu. Tại vị trí trên, vết sạt khá rộng, tạo khoảng trống hàm ếch. Phía dưới, nước chảy xiết, mặt đường xuất hiện một số vết nứt. Sáng ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng, lực lượng quân đội, công an đã có mặt để kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 721. Tại điểm sạt lở này tạo thành hố sâu ăn vào nền đường, qua đó làm đứt gãy gần như hoàn toàn mặt đường theo chiều lưu thông từ huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước qua huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ đã tổ chức lực lượng tiến hành phong tỏa hiện trường, cấm ô tô lưu thông qua lại cả hai chiều đồng thời bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ tại hai đầu sạt lở để đảm bảo an toàn và triển khai các phương án, biện pháp khắc phục sạt lở. Theo ông Tống Giang Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ, tình hình sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở thêm. Vì vậy, chính quyền địa phương buộc phải phong tỏa, cấm lưu thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trong thời gian phong tỏa, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 721 từ Đạo Huy di chuyển qua huyện Đạ Tẻ, đi Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, qua huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và ngược lại, cần chọn hướng lưu thông khác để đảm bảo an toàn. Sáng 25 tháng 9, anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, chú xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, Gia Lai, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Anh Thắng là người đã được các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn phối hợp cùng công an xã Đắc Răng và công an huyện Mang Giang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Anh Thắng kể lại, sáng 16 tháng 9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên. Tới chiều mới tỉnh giấc thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về, dòng nước đục ngầu chảy xiết khiến anh không thể vượt sông vào bờ. Đến tối, dòng nước tiếp tục dâng cao, cuốn trôi anh Thắng xuống đoạn sông bên dưới. Khi bị trôi được một đoạn, anh Thắng cố gắng cùa quạng rồi vớ được đám cây bụi giữa dòng và neo vào cố thủ chờ người đi qua kêu cứu. Nhưng từ hôm đó tới 9 ngày sau, không ai phát hiện ra anh Thắng đang neo ở bụi cây giữa dòng sông Ayun. Suốt thời gian đó không có gì để ăn, anh Thắng chỉ uống nước sông cầm cự. Đói lạnh và kiệt sức, có nhiều lúc Thắng nghĩ mình sẽ chết. Anh Thắng kể, trong những ngày đó, nước sông lớn, chảy xiết nên em không dám bơi vào bờ. Để sống sót, em cố bám chặt vào cành cây, uống nước sông cầm cự. Buổi đêm trời rất lạnh, mưa nên nhiều lúc em mệt quá, là người đi. Lúc tỉnh dậy chỉ mong ngóng gặp người đi qua để kêu cứu, nhưng không có ai. Sau 9 ngày cầm cự, đến đầu giờ chiều ngày 24 tháng 9, thấy một người dân làm rẫy đi ngang qua khu vực, anh Thắng kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Aiun, người này tức tốc chạy về trình báo công an xã Đắc Răng. Khoảng vài chục phút sau, anh Thắng được lực lượng công an xã Đắc Răng tiếp cận, bơi qua sông mang dây và áo phao giải cứu. Theo một cán bộ công an xã Đắc Răng, lúc lực lượng tìm đến, anh Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. Lúc này, các chiến sĩ nghĩ rằng anh Thắng đã ngất xỉu, nhưng rất may anh Thắng vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn. Ông Nguyễn Trung Hiếu, anh rể anh Thắng cho biết, mẹ anh Thắng mất sớm, cha bỏ đi biệt tích. Hơn 10 năm qua, Thắng ở cùng gia đình ông Hiếu. Hơn một tháng trước, anh Thắng xin đi phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn huyện Mang Yang. Hôm 16 tháng 9, anh Thắng rời khỏi nhà đi làm nhưng đến tối không thấy về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Do không tìm thấy nên sáng hôm sau, gia đình trình báo công an. Cùng với đó, gia đình cũng đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ. Đến chiều 24 tháng 9, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa dòng sông suốt 9 ngày, người thân mừng phát khóc. Họ không nghĩ rằng anh đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy. Một bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết, lúc tiếp nhận thắng từ trạm y tế xã Đắc Răng chuyển lên, thể trạng nạn nhân rất yếu. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu nạn nhân tăng cao, bị viêm họng và lở loét bàn chân. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần. Ngày 24 tháng 9, công an xã định tân huyện yên định tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu sống một người đàn ông bị lũ cuốn trôi cụ thể vào thời điểm các cán bộ thuộc tổ trực phòng chống lụt bão của xã định tân đi tuần dọc bờ đê để chủ động phòng chống và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đã phát hiện người đàn ông trôi trên sông mã mắc kẹt ở cành cây gần khu vực trạm bơm yên hoành sau khi phát hiện lực lượng công an xã và dân quân tự vệ đã nhanh chóng treo thuyền và dùng áo phao đưa người đàn ông vào bờ an toàn. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được cứu sống là ông NVC, sinh năm 1972, trú ở xã Định Hải, huyện Yên Định. Trước đó gần 1 giờ đồng hồ, ông C bị trượt chân, ngã xuống sông Mã, trôi theo dòng nước khoảng 2 km. Khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì bám được vào cành cây ven sông và đã được công an xã Định Tân, huyện Yên Định phát hiện và cứu sống. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc, nên hai ngày trước đó, nhiều huyện, thị, thành phố của Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao. Do mưa lớn kết hợp các thủy điện xả lũ, khiến nước sông Mã và sông Chu lên cao, làm hàng ngàn hộ dân khu vực ngoài đê thuộc thành phố Thanh Hóa bị ngập lụt. Chiều 24 tháng 9, ông Hoàng Văn Mão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố đã có mặt tại bờ đê sông Mã để kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt, ứng trực, hỗ trợ người dân. Theo ông Mão, thời điểm hiện tại, phường Thiệu Dương có 1.743 hộ trong tổng số 2.218 hộ dân sinh sống ngoài đê bị ngập lụt. Từ ngày 22 tháng 9, khi nước sông Mã dâng cao, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa, phường Thiệu Dương đã tổ chức di rời 585 nhân khẩu tới nơi an toàn. Do nước lên không quá nhanh Nhà các hộ dân tương đối kiên cố nên chính quyền thực hiện sơ tán, di rời tại chỗ sang nhà anh em họ hàng, hàng xóm. Tại phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, do nước sông Chu lên cao nên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân sống ở ngoài đê. Chính quyền địa phương cũng lập trạm gác ngay tại bờ đê từ ngày 2 tháng 9 cắt cử lực lượng ứng trực 24 trên 24 để giúp di rời dân, theo dõi, xử lý các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, mưa lớn cũng đã khiến nước sông Lèn dâng cao, hơn 700 ngôi nhà của xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngập trong biển nước. Người dân phải dựng lán tạm trên đê để đồ đạc, nuôi gia súc. Nhiều hộ dân đang phải sống trong cảnh cô lập. Bà Đinh Thị Mai, sinh năm 1956, cư dân tại tiểu khu Tương Lạc cho biết đây là lần đầu tiên trong gần chục năm qua, người dân mới chứng kiến cảnh nước lụt cao như vậy. Bà Mai nói: "Nước bắt đầu dâng nhanh trong buổi chiều, đến tối nước vẫn tiếp tục lên, chúng tôi không dám ngủ, phải canh để chủ động sơ tán." Theo bà, nước sông Lèn năm nay tràn vào nhà vẫn chưa đạt đỉnh so với các năm 2007 và 2017. Ngoài ra, gia đình anh Lê Văn Dũng, sinh năm 1994, ở thôn Chế Cầu, xã Yến Sơn cho biết nước sông dâng nhanh khiến anh không kịp trở tay. Khi thấy nước dâng bất thường, anh đã nhanh chóng kê đồ đạc lên cao và đưa đàn lợn hơn 30 con lên bờ đê để làm lán chăn nuôi tạm, đồng thời phải làm lán cho lợn sống tạm trên đê. Cũng như gia đình anh Dũng, các hộ dân ở thôn Chế Cầu đã mang đồ đạc lên đê để trú tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại tài sản. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cho biết, sau khi nắm bắt tình hình xả lũ và dự báo mực nước sông Lèn dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an và quân đội để hỗ trợ di dời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn ngay từ sáng ngày 22 tháng 9. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa thông tin, trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều xã gồm Thọ Thanh, Xuân Cao, Xuân Dương Ngọc Phụng, Luận Thành Sau mưa lớn nhiều ngày Cộng với xả lũ hồ Cửa Đạt Mưa lớn kéo dài từ ngày 21 Đến ngày 23 tháng 9 Khiến nhiều đập tràn, cầu Trên địa bàn bị hư hỏng, ngập lụt, chia cắt Toàn huyện Thường Xuân Có 273 hộ dân Với 1.057 nhân khẩu Phải sơ tán đến nơi an toàn Sáng 24 tháng 9 Ủy ban dân huyện Thường Xuân Tiếp tục chủ động di dân Đáng chú ý mưa lũ phức tạp đã khiến sập cầu Bến Nhạ qua xã Tân Thành và một phần đổ sập xuống dòng sông Đàn trong đêm 22 tháng 9. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, cầu Bến Nhạ bắc qua sông Đàn nối hai thôn Thành Lãng và Thành Lợi để đảm bảo cho người dân lưu thông, ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời vị trí cầu bị trôi để người dân lưu thông. Trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Xuân. Ông Lê Hoàng Cường cho hay, hồ cửa đạt vẫn tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400 m khối một giây. Mực nước trên sông Chu đạt mức báo động 3, 22 m ở Thượng Lưu và 18 m ở Hạ Lưu. Theo ông Cường, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đang tập trung lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ tại các đập tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt, để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông Cường cũng khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc phòng chống lũ, tránh sự vụ đáng tiếc xảy ra. Công an huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, sau khi huy động các lực lượng với gần 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm, đã tìm thấy ba cháu bé là anh em ruột bị báo mất tích ở xã Kim Tân, ở khu vực cách nhà bố đẻ các cháu khoảng 100 m. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 9, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Kim Sơn, quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục ra soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi ba anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú 12 tuổi, Trần Thủy Tiên 8 tuổi và Trần Anh Tài 5 tuổi mất tích. Đến khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên sinh năm 1987 và chị Trịnh Thị Hương Sinh năm 1989, có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài cửa khóa. Lập tức, tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong. Quá trình xác minh nhanh, cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó, ba cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh. Theo cháu Trần Anh Tú, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, cháu cùng hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh là con trai của chị Hương, sinh năm 2013 đang mở cửa nên Tú dẫn hai em vào trong nhà chơi. Lúc này Khánh không có trong nhà, đã đạp xe sang nhà bà ngoại. Tú dắt hai em lên tầng chơi xem điện thoại vì nhà có Wi-Fi. Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa, sinh năm 1962, mẹ chồng của chị Hương, nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con. Thấy bà dứa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2. Sau đó ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng, nên ba cháu vẫn ở nhà cháu Khánh, đến khi cơ quan công an phát hiện. Các cháu được giao trả lại cho người cha là anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Một cuộc giải cứu đặc biệt khó khăn đã diễn ra trên đỉnh Matterhorn khi hai nhà leo núi người Việt Nam rơi vào tình huống nguy hiểm tính mạng ở độ cao hơn 3.500 mét. Cụ thể, vào 7 giờ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, đội cứu hộ hãng Egemat ở Gemat, Thụy Sĩ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp rằng hai nhà leo núi người Việt đang gặp nạn trên đỉnh Matterhorn. Vào thời điểm đó, thời tiết rất xấu nên không thể giải cứu bằng đường hàng không hoặc đường bộ. Vào lúc 13 giờ chiều, ba chuyên gia cứu hộ từ trạm cứu hộ Gemat quyết định leo lên đỉnh Matterhorn đến địa điểm có người gặp nạn. Cáp treo Gemat Bắc chỉ có thể đưa những người cứu hộ đến Swazi, từ đó, họ phải tiếp tục đi bộ. Họ phải tiếp xúc với tuyết, gió, băng, sương mù và giá lạnh. Ở độ cao hơn 3.500 m các chuyên gia cứu hộ cuối cùng đã phát hiện ra hai người leo núi đang gặp nạn. Những người cứu hộ phải đu dây xuống để tiếp cận hai nhà leo núi mắc kẹt ở địa hình khó khăn. Lúc này, hai người đã bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng, chân chỉ mang giày đế thấp nhẹ và giày thể thao mỏng. Do điều kiện thời tiết bất lợi, họ không thể được đưa ra khỏi đỉnh núi Matterhorn bằng máy bay. Do đó, các chuyên gia cứu hộ phải đưa họ trở lại tuyến đường bình thường bằng hệ thống dây thừng. Sau đó, những người cứu hộ và hai nhà leo núi vật lộn khó khăn để đến nơi trú ẩn tại Holyhurst. Tuyết và băng khiến hoạt động cứu hộ trở thành một thách thức to lớn đối với những người cứu hộ. Cùng lúc đó, Egemat đã chuẩn bị một chiếc trực thăng sẵn sàng sơ tán hai người leo núi nếu thời tiết thuận lợi. Vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 9 hai chuyến bay của đội trực thăng đến Matterhorn đưa hai nhà leo núi và lực lượng cứu hộ đến nơi an toàn, kết thúc cuộc giải cứu kéo dài 14 giờ. Sau khi được bác sĩ của hãng Ergemat kiểm tra, hai nhà leo núi đã trở về nhà an toàn. Một bộ phim tài liệu bom nước vừa được phát sóng đã ghi lại những thời khắc nghe thở trên hồ thủy điện Thác Bà Yên Bái. Nhớ lại thời điểm lũ ồ ạt về sau siêu bão Iagi, hồ thủy điện Thác Bà chứa hơn 3 tỷ mét khối nước có nguy cơ vỡ gây ra thảm họa khủng khiếp. Những người có trách nhiệm đứng trước quy định cân não, phá hay không phá đập vụ để giảm tải cho đập chính. Tiến sĩ Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam nhận định, mưa lớn liên tục sau bão khiến nước ao ào đổ về hồ Thác Bà, đập chính nếu vỡ sẽ gây ra thảm họa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải ra công điện, yêu cầu nhà máy thủy điện Thác Bà mở cửa xà thứ ba cũng là cửa chính. Thông tin cảnh báo xả lũ được phát liên tục bắt đầu từ 6 giờ sáng mùng 9 tháng 9. Lũ trên sông Thao vượt mức cảnh báo rất nguy hiểm, trời còn nhá nhem, hàng loạt khu dân cư vùng thấp phải khẩn trương sơ tán. Sáng mùng 10 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã quá lớn, vượt qua mọi quy chuẩn trong thiết kế. Nước ngày một dâng cao, người dân ở Yên Bái gấp rút chạy lũ dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Ông Nguyễn Văn Quyền Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Thác Ba khẳng định, đây là trận lũ lịch sử chưa từng xảy ra với công trình thủy điện Thác Ba suốt mấy chục năm qua. Một người dân cũng cho biết rằng 60 năm qua chưa từng thấy tình trạng này. Ông Trần Huy Tuấn thời điểm đó cho biết, cần phải có một phương án cho kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với thủy điện Thác Ba, đó là phải chủ động cắt lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập. Và trước nguy cơ hồ Thác Ba vỡ trận, toàn bộ miền Bắc có thể chìm trong biển nước một quyết định quan trọng đã được Thủ tướng đưa ra, đó là phá đập phụ số 4 khi nước vượt mức an toàn. Tuy nhiên, phá một con đập là chuyện không đơn giản. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định hậu quả khi phá đập phụ có thể đến 10 năm sau chưa khắc phục được hết. Tài sản của người dân hạ tầng gần như không còn gì. Tổng số 3.186 hộ dân với hơn 11.000 người trong khu vực dòng chảy đã được di rời đến nơi an toàn chỉ trong 4 giờ đồng hồ đây có thể nói là cuộc di tản chạy lũ thần tốc nhất trong lịch sử. Nếu vỡ đập chính, lượng nước 3 tỷ mét khối sẽ tràn xuống sông chảy rồi đổ ra sông Lô ở Yên Bái. Khi ấy, mức độ tàn phá sẽ rất khủng khiếp. Hàng chục nghìn người dân ở vùng Hạ Du từ Yên Bái đến Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và cả Hà Nội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị nhấn chìm trong nước lũ. Cũng có ý kiến cho rằng không nên xả lũ, nhưng nếu không xả, lượng nước đổ về nhiều gây vỡ đập thì nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Rất may sáng 11 tháng 9 diễn biến dần khả quan, trời không mưa, lưu lượng nước về và nước ra bằng nhau, đập thủy điện vận hành an toàn. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực ứng biến của các cơ quan chức năng, bộ ngành, lãnh đạo địa phương. Những quả bom nước cũng nguy hiểm không kém bom nhiệt hành. Các cơ quan chức năng còn nhiều việc phải làm để đảm bảo an toàn hồ đập, nghiên cứu lại quy trình chuẩn mực vận hành trong mùa lũ. Nguồn tin từ công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chiều 24 tháng 9 đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp tiếp theo trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập. Chủ trì hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ khẳng định, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 88 cán bộ chiến sĩ, 2 tàu 400 tấn một tàu 750 tấn, cầu 450 tấn, cần cẩu máy đục 450 tấn cùng nhiều phương tiện để tiến hành phá giữa bê tông mặt cầu bị sập và tìm kiếm những người mất tích. Bộ chỉ huy quân sự sẽ lập 3 tổ tuần tra cơ động tìm kiếm nạn nhân dọc hai bên bờ sông, các xã phường ven sông bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thợ lặn của công an tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích khu vực cầu sập. Các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp nhịp nhàng để tổ chức tìm kiếm cũng như xử trí khi tìm thấy thi thể nạn nhân đảm bảo nhanh chóng kịp thời. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ có trách nhiệm huy động nhân lực, phương tiện tổ chức đục, cắt rỡ từng bộ phận của cầu Phong Châu đưa lên vị trí tập kết. Trong khi đó, Lữ đoàn 249 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lắp cầu phao đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật tình hình thủy văn tốc độ dòng chảy để các cơ quan chủ động phương án trục vớt và tìm kiếm các thành viên tổ giám sát việc phá rỡ cầu lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác trục vớt cầu cấp ủy chính quyền các địa phương làm tốt công tác dân vận thông tin đầy đủ chính xác kịp thời để động viên tinh thần an ủi các gia đình có người thân mất tích tỉnh phú thọ cũng sẽ duy trì tổ công tác túc trực hai bên đầu cầu 24 trên 24 giờ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh